Các sếp vẫn muốn em giữ liên lạc với Việt Sói à? Đó là phương án 2. Nếu như anh em trong chuyên án không bắt được Việt Sói, em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Em biết. Cận em. Cái gì ạ? Ban ngày ban mặt giấm rú nhau cái gì đấy? Anh Thanh, đưa đây cho tôi. Gì à, bùa ngải à? Mê tín dị đoan à? Anh Thanh, đưa đây cho em. Em đừng có cầm. Em mà cầm em sẽ bị... Bị gì? Bị ấy. Đưa đây cho em. Đội trưởng. Anh, cái gì đấy? Thép đúc thủ công. Bác em tặng khi em thi đại học. Ông chính xác là cái đồ bất hiếu. Bác cho thì giữ mà dùng, đem cho người khác bác buồn thì sao? Bác tôi mất lâu rồi. Đội trưởng cho em xin lại ạ. Muộn rồi, mọi người về nghỉ đi, mai còn làm việc. Tôi về trước đây. Em cảm ơn. Đang tâm trạng à? Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Vì chuyện bà nữa à? Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiếu đừng nhìn. Em hỏi thật anh nhá. Thằng Bình nó hơn em ở chỗ nào? Ngoài cái việc là nó đẹp trai hơn em một tí, ga lăng hơn em một tí, cao to hơn em một tí và khỏe hơn em một tí, thì nó còn được cái điểm gì? Điều đấy không quan trọng. Anh nói thế là ý gì? Tình yêu quan trọng là sự đồng cảm. Hai người họ bắt được tần số của nhau thì hợp nhau, rồi yêu nhau, rồi thế thôi. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn thiếu đừng nhìn.